Bây giờ chúng ta sẽ học phần ngữ pháp bài ngày hôm nay chúng ta sẽ học về cái dẫn lời nói trực tiếp. Đấy. Thì bây giờ bạn nào có thể nói một câu bất kỳ nào? Dad, please. How are you? How are you? Says Dad. Another example. Phương Khen, please. Lâm is wonderful. Oh. Really? Okay. Lâm is wonderful. Says Phương Anh. Đó là cách chúng ta dẫn lời nói trực tiếp trong tiếng Anh. Bạn ấy nói cái gì? Bạn Đại bạn vừa nói là How are you? Thì tôi dẫn lại là bạn Đại nói là How are you? Đấy, hoặc là nói là bạn có khỏe không? Thì làm như vậy. Tức là dẫn lời nói trực tiếp là cái cách mà ta nói lại. Nào, dẫn lời nói trực tiếp là cách mà ta nói lại nguyên văn, không bỏ sót, không làm thay đổi chủ ngữ của câu, của cái lời nói của cái người mà vừa mới truyền đạt lại cái nội dung đó cho mình. Đấy, mục đích là nhằm để cho cái người mà chúng ta nói, truyền đạt lại cái câu nói đó hiểu được đầy đủ cái nội dung mà người nói với ta đã nói. Tức là chẳng hạn đây là chúng ta này, chúng ta đây, đây là chúng ta nhá. Đây là ba người phải không? Ví dụ đây là chúng ta có ba người. Ok nhá. Đây chúng ta có ba người, đây là bạn. Đây là người nói với bạn và đây là người bạn nói lại câu nói của người này. Chẳng hạn đây là bạn Đại này. Cái gì? Đây là Lâm. Tôi này. Lâm. Và đây là bạn Lâm chẳng hạn thế. Bạn Đại nói với tôi rằng Đại nói với tôi rằng là How are you? How are you? Bạn Đại nói với tôi là How are you? Tức bạn Đại hỏi thăm sức khỏe của tôi là How are you? Lúc này tôi mới kể lại cho bạn Lâm nghe rằng là bạn Đại bạn đã hỏi tôi sức khỏe, bạn đã hỏi là How are you? Says Đại. Lúc này khi chúng ta viết thì chúng ta phải dẫn câu nói trực tiếp vào trong ngoặc kép, sau đó rồi đến chữ Says. Chữ này đọc là says chứ không phải đọc là says. Says. Says says ai? Cái người này. Says Đại. Chấm hết câu. Nhá. Khi nói thì là chúng ta nói nguyên văn cái câu cần dẫn. Ví dụ như là câu How are you? Dẫn nguyên văn. Sau đó đến cụm từ says Đại. Nếu như hai người trở lên nói thì sẽ mất chữ S gì đấy đi, nhưng mà thường thì dẫn lại lời nói thì chúng ta thường dẫn chỉ có một người thôi, cho nên thường là says nhá. Sau đó mới đến chủ ngữ, tức là mẫu câu này đảo ngược chủ ngữ lên đầu nhá. Ví dụ nếu theo trật tự từ của tiếng Việt chúng ta thì chúng ta sẽ nói như thế này. Nếu cứ theo thứ tự tiếng Việt thì chúng ta sẽ nói thế này. Phải không? Đây là trật tự từ trong tiếng Việt. Chúng ta sẽ nói là Đại là chủ ngữ này. Says là động từ chỉ hoạt động này. Và cái này là cái phần phụ, tức là ai làm gì, có phải không? Đại nói How are you? Ai làm gì, đấy là mẫu câu mà các bạn đã học từ lớp 2 rồi. Thế nhưng mà tiếng Anh thì chúng ta không làm như thế này. Tiếng Anh mà nói như thế này là sai nhá, các bạn chú ý nhá. Tiếng Anh thì không được nói là Đại says how are you, không dẫn như thế mà phải nói ngược lại How are you? Says Đại. Nhá, ngược lại hoàn toàn như thế, các bạn nhớ chưa? Giữa đây không có dấu gì cả, nhưng mà đây là nếu khi viết thì cái phần lời nói phải dẫn, chúng ta để cũng có kép How are you đầy đủ, viết how are you có dấu chấm hỏi như câu hỏi bình thường, đóng dấu ngoặc kép ở đầu cuối, sau đó đến động từ says Đại. Cái này riêng câu này thì chúng ta có thể thay từ says bằng từ asks. Asks trong tiếng Anh asks có nghĩa là hỏi. Đây là câu hỏi thì chúng ta thường người ta sẽ dẫn câu hỏi là asks. Chứ người ta không hay nói là says. Ví dụ
Đây, chúng ta sẽ nhìn vào TV. Cái câu dẫn ở trong bài. Bạn Goofy, bạn ấy nói là Hi Mickey. Hello Daddy. Hello Minnie. Hello. Đấy, bây giờ bác lại nói viết lại nguyên văn cái câu của bạn Goofy, bạn ấy nói Hi Mickey. Hello Daisy. Minnie. Đây là nguyên văn câu nói của Goofy. Goofy nói rằng Hi Mickey. Hello Minnie. Thì khi chúng ta chuyển sang lời dẫn trực tiếp, việc nhất là chúng ta phải quên trong nguyên văn, nhưng mà chúng ta phải nhớ là có cái dấu này ở đầu và dấu này ở cuối. Dấu bằng kép. Dấu bằng kép, gọi là dấu bằng kép. Sau đó thì đến gì? Ở đây Goofy nói thì chúng ta viết tiếp là gì? Says. Goofy. Thế là sau câu dẫn trực tiếp. Chữ này đọc là says. Says. Chưa học xong chưa giảm đâu, còn đâu đã ra chơi rồi. Xong bài này ra chơi nhé. Nhá, các bạn chú ý là đây là dẫn câu câu nói bình thường, tức là câu kể chuyện thì chúng ta dùng từ says. Còn nếu dẫn câu hỏi thì chúng ta thường dùng từ gì? Từ câu hỏi. Từ hỏi thì chúng ta dùng thay từ says bằng từ gì? Ask. Nếu là câu hỏi chẳng hạn bạn Đại bạn vừa hỏi là how are you thì bác sẽ nói là how are you? Ask Đại. Được chưa? Câu hỏi của Đại. Đại hỏi. Và khi dịch thì chúng ta phải dịch ngược lại nhá. Ví dụ như bạn Goofy bạn nói là Hi Mickey. Hello Minnie. Says Goofy. Thì các bạn phải dịch là Goofy nói chào Mickey, chào Minnie. Chứ các bạn không được dịch là chào Mickey, chào Minnie. Mickey nói. Nhớ nhá. Bác nói lại này. Khi dẫn lời nói trực tiếp, khi nói thì chúng ta phải nói cái lời nói của cái nhân vật người ta nói với mình đấy. Sau đó chúng ta thêm cái says. Says ví dụ nhân vật đó là An thì là says An. Nếu là Đại thì là says Đại. Nếu là Phương Anh thì says Phương Anh. Đấy, cái từ nói phải nói trước chủ ngữ, tức là nói ngược hoàn toàn so với tiếng Việt. Nếu tiếng Việt chúng ta dịch là Phương Anh nói bạn có khỏe không, thì sang khi dịch sang tiếng Anh bạn phải dịch từ có khỏe không trước, sau đó bạn mới dịch từ nói, rồi cuối cùng mới đến từ Phương Anh, hiểu chưa? Và khi dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt chúng ta cũng phải dịch ngược lại. Ví dụ trong câu trên bảng đây là bạn Goofy bạn nói là Hi Mickey, hello Minnie. Chúng ta dẫn lại là Hi Mickey, hello Minnie, says Goofy. Thì là gì? Thì chúng ta phải dịch từ cuối lên đầu, tức là lại phải dịch là Goofy nói chào Mickey, chào Minnie, chứ không được dịch là chào Mickey, chào Minnie, Goofy nói. Không được dịch như thế, nhớ chưa nào? Hiểu chưa? Các bạn đã được giải thích, đã được giảng xong cái phần ngữ pháp. Bây giờ các bạn sẽ nghe một đoạn video clip có liên quan đến cái phần ngữ pháp của cái phần mà chúng ta vừa mới học. Ok, watch video please. Says Minnie, I'll bring a chicken.
Says Daisy. I'll eat it all. Says Goofy. Các bạn mở cái bài đọc ra. Cái phần này chúng ta không nặng nề về cái việc nghe hiểu vì các bạn cơ bản cũng đã hiểu rồi. Bây giờ các bạn mở cái phần reading cái trang đầu tiên của mấy cái tờ giấy mà bác phát cho bác cho các bạn đấy để bác giải thích cho các bạn một số cái từ hiện tượng từ ngữ và ngữ pháp mới ở trong bài. Thứ nhất là trong thứ nhất là chúng ta gặp cái câu mà bạn Mini bạn nói Beautiful day, isn't it? Beautiful day, isn't it? Cái câu này thực chất là gì? Cái câu này viết đầy đủ ra nó phải là như thế này. It is a beautiful day. It is a beautiful day, isn't it? Yeah. Đây là cái mẫu câu hỏi người ta gọi là trong tiếng Anh người ta gọi là câu hỏi đảo. Cái mẫu câu này bác sẽ dạy các bạn kỹ về sau bác mới dạy các bạn kỹ. Còn bây giờ bác chỉ nhắc cho các bạn biết rằng là cái câu hỏi đảo, isn't it? Người ta cho ở cuối câu để nhấn mạnh và để gợi ý một cái sự đồng ý từ người nghe. Tức là câu này chúng ta nói là hôm nay trời đẹp nhỉ. Tức là khi nói như thế này thì là ý là tôi nói với bạn và tôi mong chờ rằng bạn sẽ đồng ý với quan điểm của tôi rằng hôm nay trời đẹp. Đấy. Khác cái câu hôm nay trời đẹp có phải không? À trời đẹp không thì khác nhá. Hôm nay trời có đẹp không thì có thể bạn sẽ trả lời là không đẹp hoặc có thể đẹp. Nhưng mà khi mà đã hỏi là beautiful day, isn't it? Tức là hôm nay trời đẹp nhỉ? Bạn có thấy hôm nay trời đẹp không? Tức là khi đó là cái người nói người ta muốn là người trả lời hoặc không cần sự trả lời, cần một cái sự đồng ý, đồng thuận của cái người nghe. Đồng cảm rằng là có một cái cảm giác là hôm nay trời rất là đẹp. Đấy, thì mẫu câu này chúng ta chỉ giới thiệu sơ cho các bạn thế thôi. Khi mà gặp cái câu beautiful day, isn't it? Tức là trời đẹp nhỉ? Hiểu không? Thế còn ví dụ A cute cat, isn't it? Con mèo đáng yêu nhỉ? Chẳng hạn thế. Thấy chưa? Đấy, các bạn chú ý cái vui isn't it? Isn't thì về sau các bạn học là nó phải theo cái này. Cái này là is thì cái này mới là isn't được. Chứ không phải câu nào cũng là isn't it được đâu nhá. Thế cho nên là cái này giới thiệu qua các bạn vậy thôi. Trong câu này là câu hỏi gọi là câu hỏi đảo. Sau này các bạn còn lâu các bạn mới học cái mẫu câu này nhá. Thì là để nói ra để muốn là cái người nghe người ta đồng thuận, đồng cảm với mình về cái suy nghĩ, nhận xét của mình. Beautiful day, isn't it? Và người nghe, khi bạn đưa ra câu hỏi này, bạn chắc chắn là người nghe sẽ trả lời là yes, it is. Hôm nay trời rất là đẹp, đồng ý như vậy. Nhắc lại cho các bạn, trong bài có một hai câu. Một câu là bạn Mickey bạn nói là let's all of us go on a picnic. Let's all of us go on a picnic. Let's all of us go on a picnic. Và câu bạn Winnie nói là what shall we eat? What shall we eat? Hôm trước các bạn đã được học mẫu câu với hai cái từ này, học rất kỹ rồi. Nhớ chưa nào? Let's cộng với động từ. Let's all of us. Sorry. Chỗ này nhầm chút. Let là đây không có dấu phẩy chữ S. Let all of us let all of us go on a picnic. Và what shall we eat? Hôm trước chúng ta học là let us. Đây, let us. Hoặc là viết tắt thì let's.
Let's ở đây là viết tắt của let us chứ không phải là s gì, ở đây là viết tắt của chữ is hay là sở hữu cách nhá, khác. Let us nhưng mà ở đây này là all of us, let all of us là tất cả chúng ta hãy, tức là đây là một câu mà hôm trước chúng ta học là mời rủ ai đó cùng làm gì với mình thì chúng ta dùng mẫu câu là let hoặc là let us hoặc là let's. Đấy, đây bình thường chúng ta nói là let us hoặc là let's, nhưng mà đây là nói là tất cả chúng ta, muốn nó nhấn mạnh rằng tất cả chúng ta. Let us là bình thường chúng ta hãy, còn đây là let all of us tức là tất cả chúng ta hãy làm gì? Go on a picnic. Go on a picnic là một cụm từ cố định có nghĩa là đi picnic nhá, không phải đi picnic là go picnic đâu mà phải là go on a picnic. Cả một cụm từ này có nghĩa là đi picnic. Và cái từ shall cũng có nghĩa tương tự. What shall we eat? Chúng ta ăn cái gì nhỉ? Tức là đây cũng hôm trước bạn đã học, đã dạy các bạn về let và shall dùng để hỏi hoặc dùng để gợi ý mọi người cùng làm cái gì với mình. Ví dụ như là shall we play football? Chúng ta chơi bóng đá nhé. Phải không? Khi mà đã đưa ra một câu hỏi shall này rồi ấy, thì cũng giống như isn't it vừa rồi ấy, là người ta hy vọng là bạn sẽ đồng ý. Đây là người ta biết rằng bạn cũng thích chơi bóng đá rồi, người ta mới rủ câu này nhé. What shall we what shall we do? Hoặc là shall we play football? Thì lúc đó người ta phải biết là bạn thích chơi bóng đá rồi, người ta mới shall we play football together? Hoặc là let's play football together. Đấy. Một cái cụm từ thứ ba mà các bạn gặp trong bài đó là I bring. Bring có nghĩa là mang, cầm đi, mang đi. I'll bring, đây là thời tương lai. Tôi sẽ, I'll là tôi sẽ, cái này chúng ta cũng chưa học. Bác chỉ giới thiệu để các bạn nhớ rằng I'll là tôi sẽ nhá. Go on a picnic là đi dã ngoại, được chưa? Ngoài ra một số từ chúng ta gặp trong bài mới gặp, từ a lot là rất nhiều. Let's eat a lot, hãy ăn nhiều vào. A lot là rất nhiều. Hot dog là cái xúc xích nóng nha, còn sausage là xúc xích nói chung. Hot dog là xúc xích nhưng phải xúc xích nóng cơ. Salad là món món salad, món trộn rau quả đấy, rau củ quả đấy. Chicken, bring a chicken tức là mang theo một con gà, đây là con gà chín rồi đấy chứ không phải mang theo con gà cũng còn chạy được, nhớ chưa? Chicken có thể có nghĩa là con gà con là con gà đang sống ấy, hoặc là chicken cũng có nghĩa là món gà, nhớ chưa? Món ăn bằng thịt gà người ta cũng gọi là chicken. Eat all up, eat up là ăn hết, ăn sạch, ăn không còn cái gì. Như vậy là các bạn sẽ phải nhớ một số cụm từ như sau. Thứ nhất là all of us là tất cả chúng ta. All of us. Tiếp theo là cụm từ isn't it. Tiếp theo là cụm từ go on a picnic. Tiếp theo là cụm từ a lot, hot dog, salad. Chicken. Eat up. Eat something up. Các bạn chép các từ này vào đầu dòng. Vâng. Now translate into Vietnamese. Bây giờ các bạn sẽ dịch, nhưng mà các bạn ở đây chú ý dịch là luyện cho các bạn kỹ năng dịch đúng cái câu mà trích dẫn lời nói trực tiếp này, nhớ chưa? Tất cả các từ và hiện tượng ngữ pháp bác đã giới thiệu trong phần vừa nãy rồi. Bây giờ các bạn chỉ có dịch thôi.
Các bạn dịch từ chỗ mà sau cái câu Mickey and Minnie wave hello to Daisy and Goofy ấy, tức là bắt đầu từ các chữ mà toàn từ âm nghiêng ở đầu ấy, thì thế nào? Mickey vào giữa, tức là vào giữa hai câu cũng được, chứ không nhất thiết là bạn Mickey bạn phải nói hết cả ba câu xong người ta mới nói là says Mickey. Đấy, trong tiếng Anh nó lại như vậy. À, Phương Anh gì cả? Đúng là một ngày. Sai rồi. Đại gì? Mickey nói đúng là một ngày được cho để đi picnic. Vậy picnic là gì? Để đi picnic hay để đi cắm trại? Vậy đấy, không phải tôi cắm trại đâu, đi picnic đấy, cắm trại khác. Vậy hãy đi thôi, đi nào mọi người. Mickey nói là đúng là một ngày đẹp trời để đi dã ngoại hoặc đi picnic. Đấy. Cái từ picnic chúng ta có thể dịch là đi dã ngoại hoặc đi cắm trại khác. Cắm trại là phải mang lều không bà đấy cơ nhé. Vậy chúng ta đi thôi, then let's go. Let all of us go on a picnic. Tất cả chúng ta hãy đi picnic hoặc là hãy đi dã ngoại nào. Đấy, dịch câu này như vậy. What shall we eat? Asks Minnie. Cho anh please. Minnie nói, chúng ta sẽ ăn gì? Minnie hỏi, ask là hỏi. Minnie hỏi, chúng ta sẽ ăn gì nhỉ? Những câu gợi ý là chúng ta nên dịch có các từ nhỉ, nhé.
để cho nó đúng ý nghĩa, đúng cái sắc thái của cái câu gọi là gợi ý. Oh, let's eat oh, says Goofy. Lâm please. Goofy nói thật nhiều, chúng ta hãy ăn thật nhiều. Goofy nói nhiều, chúng ta hãy ăn nhiều vào. Ok. I don't bring hot dogs, says Mickey. Phương Anh của Miss. Mickey nói tớ sẽ mang bánh mì kẹp thịt chín. No. À, bánh mì kẹp xúc xích. Đại thịt. Mickey nói tớ sẽ đem theo bánh mì kẹp xúc xích nóng. No. Ở đây có phải bánh mì đâu, kẹp xúc xích nóng đâu. Đấy là ảnh như thế, nhưng mà bạn đã nói là mang xúc xích nóng nha. Chứ ở đây có nói từ bánh mì đâu. Bánh mì kẹp thịt. Says Minnie. Cho anh please. Minnie nói tớ sẽ mang theo salad. Okay, good. I'm bringing chicken, says Daisy. Dad please. Tớ sẽ đem theo gà rán. Daisy nói tớ sẽ đem theo gà. Okay, tớ sẽ đem món gà. I'll eat it all, says Goofy. Lâm please. Goofy nói tớ sẽ mang tất cả. No. Cho anh please. Goofy nói tớ sẽ ăn tất cả. Tớ sẽ ăn hết. Tật tật. Ok. Ăn hết tật tật. Ăn sạch. Ăn của tức là ý bạn ấy nói là các bạn cứ mang đi, còn tớ thì tớ chỉ có mỗi việc là ăn hết chỗ đấy thôi, chả phần cho các bạn tí nào đâu. Việc chả nhỉ. Hiểu chưa? Đấy, cơ bản là cái phần dẫn lời nói trực tiếp thì nó rất đơn giản đấy thôi, nhưng mà cái quan trọng là kỹ năng nói và viết. Khi chúng ta nói rằng là bạn này nói điều gì thì chúng ta phải dẫn cái điều gì đó ra trước, rồi mới đến từ nói hoặc từ hỏi, rồi mới đến cái nhân vật nói cái câu đó. Ví dụ như là Goofy nói là I'll eat all up, tớ sẽ ăn hết, thì các bạn phải nói là I'll eat all up, sau đó rồi mới says Goofy, chứ không được nói là Goofy says I'll eat all up theo cái xuôi của tiếng Việt. Tiếng Việt chúng ta nói là Goofy nói là tớ sẽ ăn hết, nhưng mà tiếng Anh thì phải nói cái câu tớ sẽ ăn hết đã, rồi mới đến chữ nói, rồi mới đến Goofy, tức là ngược 100% so với tiếng Việt.